Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh dân kỳ thứ 102, uh, Diễn đàn độc lập xin trình bày bài viết Iran và Donald Trump, một bước tới ngay trước cửa hòa bình của Văn Tường. Xin mời quý vị cùng tham gia. Bây giờ cái tựa thì nghe có vẻ sai lầm thật đấy. Nhưng nếu bình tĩnh và chịu khó nhìn chung quanh một chút thì người ta sẽ thấy có lý hơn những điều thường có lý cái quyền cơ của tạo vật không ở đâu xa mà lúc nào nó cũng ở quanh ngay trước mắt của chúng ta. Chiến tranh hay là hòa bình đâu phải là hai mà nó là một. Cứ thử hỏi có cái trái cây nào mà nó không có vỏ không? Bây giờ chiến tranh à, Iran với hoàng Hoa Kỳ đâu phải từ hôm nay mới bắt đầu. Cuộc chiến nóng lạnh bất thường do khát vọng quyền lực của Iran nó tiềm ẩn hơn 40 năm qua Iran đã lấy mạng hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ và hàng ngàn lính đồng minh đó là chưa kể như những tàn phế vĩnh viễn do những vũ khí của Iran thông minh nhưng là vô đạo đã sáng chế và nhằm phục vụ cho những cuộc tấn công lớn nhỏ khắp nơi. Và có cuộc chiến nào mà nó không cần phải giải quyết? Cho dù là bất chiến tự nhiên thành, cũng phải có cái cái bất chiến như thế nào thì mới có cái thành chứ. Cái chết của tên Qasem Soleimani chính là cao điểm của cuộc chiến âm ý kéo dài kể như hắn đã đăng tên làm quan với Diêm Vương rồi từ lâu rồi. Và người nắm chiến lược đã vẽ ra một cái chiến lược rất là chắc chắn và thông thạo nằm lòng mới có thể không do dự mà chọt ngay thời cơ nhanh chóng và chính xác đến như thế. Theo báo cáo của tờ Harris Israel News, vào năm 2015 thì Israel đã suýt ám sát Soleimani trên đất Syria. Tuy nhiên, Hoa Kỳ trong chính quyền Obama đã, đã cản trở bằng cách là tiết lộ cái thông tin đó cho Iran. Qasem Soleimani là một tên tướng chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo và chỉ huy lực lượng Kurd và lực lượng khủng bố lớn nhỏ hoạt động khắp nơi. Hắn là bậc thầy của khủng bố, giỏi điều binh khiển tướng và thuộc ném đa dấu tay. Tên này còn nguy hiểm hơn là cái tên trùng khủng bố Abu el baradi của ISIS mà đã bị tiêu diệt trong cái kế sách và chiến dịch của Tổng thống Trump vừa qua vào ngày 26 tháng 10, 2019 vừa qua. Nhưng tại sao các đời tổng thống tiền nhiệm lại không tiêu diệt Soleimani khi nhiều lần có cơ hội đến tay? Đây là một câu hỏi cần phải trả lời dài dòng và phải tính đến cái khả năng nhảy bén cũng như là tầm nhìn chiến lược của họ. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nhớ là Iran không chịu từ bỏ khát vọng sở hữu vũ khí nguyên tử, không từ bỏ, muốn thâu tóm quyền lực ở Trung Đông. Cho nên là tổ chức, nuôi dưỡng, huấn luyện tài trợ và điều hành khủng bố khắp nơi để bao vây Ả Rập Saudi, để triệt tiêu Do Thái và đối đầu với Hoa Kỳ. Phải tốn rất là nhiều trang mới ôn lại hết những chi tiết, những gì mà Iran đã làm thiệt hại đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh mấy mươi năm qua. Và những gì mà xảy ra từ sau khi thỏa thuận JCPOA, Obama đã đóng đã cống nộp cho 1.7 tỷ tiền mặt ngoài cái 150 tỷ và để mà ký được với Iran cái thỏa thuận JCPOA ngày 14 tháng 7 năm 2015. Bài này thì xin tóm tắt những dữ kiện gần đây nhất ảnh hưởng trực tiếp đến cái chết của tên tướng soái số 1 không thể thay thế được của Iran, đó là Qasem Soleimani, có tài điều hành, chỉ huy và đánh phá nem đa dâu tài. Bây giờ thứ nhất là tháng 10 năm 2019, thì Qasem Soleimani đã đi gặp các thành viên của lực lượng Qatayyip Hezbollah ở Iraq để thảo luận một kế hoạch tấn công trong tương lai chống lại các mục tiêu của Hoa Kỳ. Thứ hai là ngày 27 tháng 12 năm 2019, thì lúc 7 giờ tối ở Iraq, thì dân quân CIA do Iran hậu thuẫn đã bắn hỏa tiễn vào một căn cứ gần Kirkus, Iraq, để giết chết một nhà thầu người Mỹ và làm bị thương nhiều người khác. Trong hai tháng trước đó thì hàng chục vụ tấn công tương tự như vậy đã xảy ra. Và nên nhớ là cũng chính ngày này, ba nước Iran, Nga và Trung Quốc đã họp nhau để mà tập trận ở trong vùng vịnh Oman. Chúng ta sẽ quay lại khi nói đến thù trong và ngoài. Bây giờ thứ ba là ngày 29 tháng 12 năm 2019 thì Hoa Kỳ trừng phạt bằng cuộc không kích nhắm vào lực lượng KF Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria tiêu diệt 25 tên, trong đó có ít nhất là 4 tên cầm đầu và 55 tên khác bị thương. Thứ tư là ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tức là ngày cuối năm thì lực lượng thân Iran ở Iraq đã biểu tình giả và lực lượng huy động dân quân tức là the Popular Mobilization Forces tức là BMF đã tấn công đốt phá tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Iraq và đã bị uh, quân đội Mỹ cùng với lực lượng an ninh ở Iraq đẩy lui. Và cuộc tấn công chấm dứt vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tổng thống Trump đã tuyên bố Iran phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Thứ năm là ngay sau đó, ngày 2 tháng Giêng năm 20, à, thì Bộ trưởng Quốc phòng Esper đã cảnh báo Iran đang chuẩn bị kế hoạch tấn công cơ sở Hoa Kỳ ở Trung Đông. Tướng Milley cũng cho biết là theo tình báo rất là rõ ràng, chứ không có mơ hồ gì cả. Vấn đề chỉ là thời gian một ngày hay là cả tuần mà thôi, trong tuần mà thôi. Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo cũng đã quả quyết rằng là việc Iran tấn công sẽ sắp sẽ xảy ra. Và rạng ngày 3 tháng 1 năm 2020 thì máy bay của Soleimani đến sân bay quốc tế Baghdad. Trong khi có một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Raptor của không quân Hoa Kỳ và các máy bay quân sự khác cũng đang ở trong khu vực và tháp tùng Soleimani có các nhân vật bán quân sự thân với Iran khác, có cả tên Abu Mahdi El Muhandis được Hoa Kỳ điểm danh là một tên khủng bố. Cùng vào hai chiếc xe rời sân bay đi về hướng uh, trung tâm thành phố Baghdad. Khoảng một giờ giờ sáng ở địa phương, thì chiếc uh, MQ-9 Reaper đã phóng hỏa tiễn tiêu hủy hai chiếc xe. Bộ Quốc phòng sau đó đã tuyên bố cuộc tấn công là quyết định của Tổng thống Trump nhằm tiên hạ thủ ngăn chặn kế hoạch tấn công sắp tới của Iran. Kết quả là thương vong cho thấy rằng là một tướng Kassem Soleimani và 10 người khác đều bị tiêu diệt, gồm có bốn sĩ quan vệ binh cách mạng Hồi giáo. Năm tên còn lại là các thành viên lực lượng huy động dân dân quân, tức là PMF. Tình tướng Kassem Soleimani, khét tiếng là trùm tổ chức huấn luyện và chỉ huy khủng bố của Iran đã bị giết đột ngột, khiến thiên hạ cả thế giới và trong nước là giật mình kinh hoàng. Và tiếp theo là có ba thành phần ngôn luận bùng lên như bọt bèo khi đầm lầy bỗng nhiên dậy sóng. Một bên thì bên vực Hoa Kỳ chống khủng bố và khen Tổng thống Trump. Bên khác thì là chống Tổng thống Trump, bên vực khủng bố. Và một bên nữa thì lỡ mắc dịch ghét Trump, à, dị ứng Trump là loạn Trump. Đến nay chưa có chữa khỏi cho nên cứ nhắm mắt mà chửi thôi. <laughs> Chúng ta hãy phân tích đến phần kế tiếp. OK. Loại một là loại ngay từ đầu đã nhận ra Trump là một nhân vật phi thường, có tầm nhìn sâu xa về thế giới, về thời cuộc, có nhân sinh quan và thế giới quan khác biệt và cả sự tinh khôn nhạy bén cũng khó có ai bị kịp. Loại này có lập trường rất kiên cố về lẽ phải tổng thường, luôn luôn bình tĩnh tìm hiểu và nhận xét đích xác mọi thứ mà Tổng thống Trump đã và đang làm. Loại thứ hai là ồn ào nhất là đảng Dân Chủ, đấu thủ chính trị của ông Trump và những người đồng hành luôn chỉ trích tấn công Tổng thống Trump, không tiếc lời kể cả những lập luận kỳ quặc khó nghe nhất. Thay vì phân tích hay nói lời công đạo chỉ trích khủng bố, thì có cả những kẻ có ăn học nhưng chưa tỉnh, chửi rủa tục tầng kiểu băng đảng chợ trời. Những ai mà quan tâm đến giáo dục con cái tốt hơn hết là không nên để chúng vô tình nghe những lời kém phẩm hạnh như thế tuy thấy họ còn đang có nhiều thính giả nhưng đừng quên rằng cái số đông và số đúng là hai con số có giá trị khác nhau chứ không phải là một Tính loại thứ ba là loại chỉ nhắm mắt chửi cái nhắm mắt mà chửi chỉ vì quen chửi cho dù trong lòng biết tổng thống trump làm đúng nhưng vẫn cứ tìm ngõ này ngóc kia để mà chửi Tuy đã khá lâu, loại này mất dần người tin và thời vì trong thời gian qua thì nhiều người đã vô tình hay là hữu ý tìm hiểu sự thật về ông Trump và họ đã thức tỉnh. Loại mà bị dịch loạn Trump này quanh quẩn rồi là kể như là chết mòn trong cái tâm bệnh của họ. Nếu mà không thèm nghe cũng đừng vội chửi ẩu theo lối vô văn hóa thì người ta sẽ có thể có bình tĩnh để thấy đâu là bến bờ của cuộc chiến hiện nay giữa. Hoa Kỳ và Iran. Hoặc là cứ cho là của riêng của ông Trump đi, để ông phải chịu trách nhiệm một mình khi có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cứ thế cũng được, chẳng có chết con dung con dế nào cả. Trước khi có cảm tình với một dòng ngôn luận nào thì chúng ta hãy tìm hiểu Tổng thống Trump đang làm gì trong cuộc chiến với Iran, vì sao và ông ta đã giải quyết như thế nào. Sau khi triệt tiêu Soleimani thì Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng chúng tôi hành động tối qua là để ngăn chặn chiến tranh. Chúng tôi không hành động để khai chiến. Và cuộc chiến sẽ đi về đâu? Mà bài này dám khẳng định rằng đây là một bước tới ngay trước cửa hòa bình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau so sánh chiến lược giữa Barack Hussein Obama và Donald John Trump về Iran. Trước hết là Obama, về cá nhân thì có quan hệ như thế nào với Iran chắc người Mỹ có thắc mắc, nhưng mà chưa chắc ai có giải đáp được. Chiến lược chung cho Hoa Kỳ của Tổng thống Obama có thể thấy là kéo Hoa Kỳ trở về hướng là số 0, tức là neutral, ngừng hay là giảm đà phát triển của Hoa Kỳ. Vì quan niệm là Hoa Kỳ mạnh về kinh tế và quân sự là đầu mối của rắc rối. Vì vậy, ông đã đi một vòng không lưng xin lỗi khắp nơi trên thế giới, tỏ vẻ dưới sự khiêm tốn cần thiết các giảm quốc phòng tối đa và đặt nhiều rào cản kinh tế sau những chiêu bài nghe rất là hấp dẫn vì uh, không có nó thì thiên hạ sẽ chết trong thiên tai nổi bật nhất là thay đổi khí hậu hoàn toàn do con người làm ra và dĩ nhiên là hoa kỳ chính là thủ phạm phải bị đè nén uh, vì vì xài năng lượng nhiều nhất cứ theo cái đà đó thì một vài nhiệm kỳ nữa thì hoa kỳ không còn khả năng lãnh đạo thế giới và phải đứng chung cùng hàng với các nước khác cho có bạn và chừng ấy thì thiên hạ sẽ thái bình và phải nói đây là một cái giấc mơ giấc mơ đẹp đó obama xóa bỏ các lệnh trừng phạt kiềm chế iran và thay vào một thỏa thuận gọi là hợp tác toàn diện chung jcpoa với những điều kiện quá ư là dễ dãi cho iran khó kiểm soát một con bạch tuộc khổng lồ iran cho nên không thể thông qua quốc hội. JCPOA chỉ làm chậm thời gian thủ đất nguyên tử, chứ không ngăn cản được khát vọng của Iran. Một thỏa thuận an ninh thế giới mà mang tính có còn hơn không, chẳng khác nào cho Iran tiến hành làm vũ khí chậm mà chắc. Khi hết thời hạn thì Iran chỉ cần chuyển qua như bật một công tắc, không đủ thời gian cho bất kỳ ai trở tay. Trong cùng thời gian đó thì hy vọng sự vuốt ve, tức là appeasement và cho nhiều cơ hội khuyến khích nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế, thì Iran sẽ từ bỏ tài trợ, huấn luyện và chỉ huy khủng bố phá hoại khắp nơi. Tức là thỏa mãn khát vọng và nuôi một con thú dữ cho mập mạc thì nó sẽ tốt hơn và sẽ hết nguy hiểm vì nó không còn có nhu cầu gì nữa. Chiến lược này chúng ta có thể gọi là vuốt ve và hy vọng. abysmal and Hope. bây giờ đến lão tổng thống trump xem sao tổng thống trump nghị trình của tổng thống không có gì là cao siêu phức tạp hay là khó hiểu cả chỉ có điều nó là của quý bị bỏ rơi đó chính là lẽ phải thông thường common sense mà cái bú chính trị không cho phép các chính trị gia nghĩ tới vì sợ phiêu lưu đạo trị nước của trump là kinh tế mạnh quân đội mạnh niềm tin mãnh liệt Cách đây mấy trăm năm khổng tử cũng đã nói như thế. Như vậy thì bước một, vừa thực hiện vừa đối mặt với kẻ thù. Khi mới chấp chánh thì việc đầu tiên mà ông dùng hết nỗ lực là để vào cải cách thuế, cắt rào cản, làm đủ mọi cách cho kinh tế phát triển. Việc thứ hai mà ông Trump làm là gia tăng quốc phòng tối đa để gấp rút bù vào những sa sút do sự cắt giảm của Obama kể cả ông củng cố lại NATO. Nhưng những kẻ u mê lại còn bị lé hết cho nên cứ việc chửi ông Trump học lớp 3 trường làng không hiểu NATO. Và lời nói của ông đi đâu với việc làm khiến người dân có thể đánh dấu trên bản danh mục chứ là checklist. Và chính vì vậy mà trải qua bao nhiêu âm mưu bất chính đánh phá của dân chủ và truyền thông thiên tả, truyền thông thổ tả của họ, ông vẫn đứng sừng sững trước những thành công đồ sộ của mình. Khi ông hoàn thành ba đòi hỏi căn bản nói trên, thì đất nước có đủ vốn giàu mạnh, có dư sức để lên đài, kể cả hậu thuẫn từ uy tín của ông đối với NATO. Bây giờ đến bước thứ hai, khi có đủ sức mạnh đâu vào đó, thì an tâm đối mặt trực diện lần lượt thu phục từng kẻ thù, nhằm mục tiêu mang lại an bình cho nhân loại. Thứ nhất là cái trục bắc hàng như Kim Jong-un tạm ổn vào quỹ đạo. Hoa Kỳ vẫn giữ lại được vị trí sắp mất vào tay của Trung Cộng ở Biển Đông mặc dù còn khó khăn do hậu quả của chính quyền Obama để lại, và hiện nay ông đang giải quyết trục Iran. Vào năm 2015 khi còn đang tranh cử, thì người hướng dẫn chương trình phát thanh Hughes Hewitt đã hỏi Donald Trump về Soleimani. Và cuối cùng ông trả lời rằng những kẻ chỉ huy như Soleimani sẽ chết dưới chính quyền của ông. Không cần sự thật, dĩ nhiên là bọn người chống Trump bất kỳ ở vị trí nào cũng tha hồ chỉ trích đủ điều. Còn bình dân thì nghĩ gì khi cánh cửa hé mở cho thấy bên trong Donald Trump đang làm việc ngày đêm theo từng bước cho mục tiêu đã định của mình. Iran dưới mắt Trump là trung tâm, là cái trục. Hãy thử tưởng tượng, trong một bài trước tác giả đã mô tả Iran như là một cái trục quay. Và mỗi cái tổ chức khủng bố là cục trì ở cuối mỗi một cái sợi dây nối với trục. Bất kỳ lúc nào mà khi trục quay thì các đầu trì nó quất ra bên ngoài, làm thiên hạ khó tránh khỏi thiệt hại các tổ chức khủng bố được Iran tài trợ, tổ chức huấn luyện và chỉ huy khi cần thiết như là Hezbollah ở Lebanon uh, và ở Beirut, Houthi ở Yemen, Hamas và các nhóm thánh chiến hồi giáo Palestine như là Islamic Jihad, uh, Tiền phong dân sự vì tự do, PFLP uh, Palestine, dân quân và các lực lượng kết chi nhánh của vệ binh cách mạng hồi giáo và còn những tổ chức tiếp tục để ra sau này nữa nếu chỉ đuổi bắt và đánh từng nhóm khủng bố thì rõ ràng hoa kỳ đã bị lừa sau khi có jcpoa thì iran vẫn đánh lừa hoa kỳ như thường và đây là lý do mà tổng thống trump hủy bỏ giấc mơ jcpoa của obama và quay lại quyết định là bể gãy cây trục bằng bao vây kinh tế và sẵn sàng đối phó quân sự bây giờ đến việc bể cây trục như thế nào Tổng thống Trump khác với Obama và các lãnh đạo dân chủ dùng một sách ôn hòa cho tiền vuốt ve và ngồi chờ hy vọng sẽ có thay đổi. Iran lãnh tiền xong vẫn đốt cờ Mỹ đã đảo Mỹ hàng ngày và hỏa tiễn mà Iran đánh Mỹ chắc chắn là có tiền cát của Mỹ trong đó như Tổng thống Trump đã nói. Tổng thống Trump không nhắm vào các đầu chì ở cuối sợi dây mà ông nhắm đến việc bể cái trục. Trục gãy, không quay được thì tất cả những tổ chức khủng bố sẽ hỏng chân hoạt động sẽ ngưng trệ dễ dàng giải quyết sau các chuyên gia cũng cho biết rằng mất soleimani iran không thể tìm ai có khả năng thay thế tức là irreplaceable để chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Kurd và đám quân khủng bố khắp nơi và triệt hạ được tên tướng sói soleimani của iran tức là tổng thống trump đã bể gãy cây trục rồi chứ còn gì Bây giờ đến kế hoạch dùng quân sự như thế nào? Dùng sức mạnh nổi. Iran leo thang thì đe dọa thì cứ tự nhiên. Ông không làm hạ nhiệt như các cậu chính trị gia mà nhát gan. Hễ kẻ thù hù dọa thì lo đấu diệu. Kêu hạ nhiệt, hạ nhiệt. Gom tiền để cho rồi nằm chờ. Đây là nhược điểm tâm lý mà kẻ bợm như bác hàng, Iran, Trung Cộng đã lợi dụng. Nhưng đối với Trump thì chúng thất bại. Bởi Trump biết sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ về cả kinh tế và quân sự. Cả cái miệng rất là khôn lanh, thường nhắc chừng. Ta mạnh gấp ngàn lần đó, ta còn đổ tiền khối để mà gia tăng sức mạnh, ta hiện đại hóa liên tục, và ta sẵn sàng chơi. Có qua có lại, thôi ta một thì ta đấm lại mười. Thật ra, đâu có bố thằng nào mà dám liệu. Cũng có chiêu đun củi vào để đốt nóng biển đông thách họ kim chạy đua vũ khí. Đối với Iran cũng vậy, tại sao ông cứ nhắc đi nhắc lại Quân đội mạnh này, vũ khí mạnh này, chi phí quốc phòng 2.000 tỷ đô la này, chưa từng có trong lịch sử, vân vân. Đây là lời hàm ý nhân đạo. Cụ thể nhắc khéo với Iran đừng liều lĩnh vì không thể thắng nổi khi Hoa kỳ có người quyết đấu. Và cùng lúc thì trung thực gây cảm tình với thành phần cầu tiến ở bên trong nước Iran, làm ảnh hưởng đến chính quyền. Chính quyền thù địch sẽ phải đấu đầu với sức ép bên ngoài và sự thúc đẩy ở bên trong. Thì đây nhưng khổ nổi những kẻ dốt thì cứ chửi ông trump là khoa trương đâu có biết là ông đang nói để mà làm gì ông còn nhắc chiến lược của ông là quân đội phải mạnh đến mức chỉ giới thiệu chứ không cần để xài kẻ thù thấy sức mạnh nổi sẽ nghĩ đến hòa bình tốt hơn là chiến tranh hòa bình chỉ có qua sức mạnh hòa bình thế tục không thể xây dựng bằng lời nói hay là từ tay của một nhà tu vì thực tế chúng ta đang sống trong thế gian mà bây giờ đến dùng sức mạnh chìm Người chỉ huy cần vận dụng chữ tùy một cách rất là linh hoạt, tùy cơ ứng biến, hư thiệt bất phân. Ông Trump là nhà lãnh đạo khó đoán, chứ không phải là người ngu khờ. Ông Trump là nhà lãnh đạo khó đoán, chứ không phải là người ngu khờ. Tỉnh thoảng ông cũng phải chơi cho vài cú cho lông trời lỡ đất, thiên hạ giật mình. Chẳng hạn để trả đũa Iran leo thang, đánh phá tàu dầu trên vùng vịnh Oman, đánh phá hàng dầu Aramco, bến hạ máy bay không người lái của Mỹ, vân vân thì hôm 21 tháng 6 năm 2019 thì Tổng thống Trump tuyên bố đạn đã lên nòng, chỉ cần một cái gật đầu. Nhưng 10 phút trước khi ra lệnh, ông đã hủy bỏ vì biết sẽ có khoảng 150 người chết trong mấy phút chỉ vì Mỹ mất một chiếc máy bay không người lái. Hành động này vừa tỏ ra là nhân đạo, vừa gây được tiếng tốt vang xa. Và đặc biệt là ngay trong thời điểm mà cả thế giới đang hồi hộp chú ý, điều này vừa hợp với tính toán chưa phải lúc chín mùi. Và vì mục tiêu số 1 là bẻ gãy cây trục ác ma sẽ có thể do hành động này mà trở nên khó vơi. Đến đây mà còn chửi ông Tổng thống Trump là ngu dốt hay hành động lỗ mãn thì hết biết. Cần phải sờ tráng xem thử là có bị ấm đầu hay không chứ đừng có, đừng có chửi nữa. Ok. <laughs> Và cách dùng kinh tế, sức mạnh của kinh tế để phong tỏa, siết dòng bù lon tối đa, kết quả sẽ làm cho Iran ngày càng cạn kiệt. Người dân đòi tự do, chống chính quyền độc tài sẽ có cơ hội nổi dậy, tức là làm cho Iran suy yếu và lo sợ từ trong nội tạng, kém dần khả năng nuôi dưỡng tài trợ khủng bố. Cái đám âm binh khủng bố không có ăn, khả năng hoạt động sẽ yếu dần. Về phía Hoa Kỳ thì người lãnh đạo phải chống thù trong giặc ngoài từ 3 năm qua. Ở bên ngoài Giữa lúc căng thẳng trong khu vực thì bọn Trung Cộng, Nga và Iran, tức là ba nước, tổ chức tập trận ở Ấn Độ Dương và Vịnh Oman, bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, tức là cũng chính vào ngày mà dân quân CIA do Iran hậu thuẫn đã bắn hỏa tiễn vào căn cứ Kirkus của Mỹ ở Iraq, giết chết một nhà thầu và làm bị thương những người khác. Để làm gì vậy? Khó có ai mà giải thích rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây rõ ràng là sự phối hợp tấn công trong ngoài chúng muốn biến tòa đại sứ Mỹ ở Iraq trở thành một Benghazi, hoặc ít ra cũng tạo một cái scandal từ bên ngoài nhằm tạo cơ hội cho dân chủ ở bên trong đánh mạnh, đánh mạnh hơn trong cái việc luận tội bên trong, cũng như là giúp cho các ứng cử viên dân chủ có cơ hội chỉ trích và ông Trump là kém khả năng lãnh đạo, nào là sai lầm khi rút khỏi JCPOA, vân vân. Trung Cộng và Iran chắc đã cầu ngày khẩn đêm và vái làm sao mà cho thời cuộc thay đổi để dân chủ được lên nắm quyền. Tuy nhiên, kỹ gian tính không bằng trời đầy. Không ngờ, tính một đàn là đi một ngõ. Iran đã thiệt hại nặng nề, khó có thể phục hồi. Trung Cộng và Nga thi nhau chỉ trích ông Trump có hành động chiến tranh và là bác bỏ nghị quyết lên án hành động tấn công tòa đại sứ. Nga còn nhân cơ hội đề xuất cung cấp hệ thống chống máy bay S-400 cho Iraq. À, quốc hội Iraq thì... À, một phái mà thân với Nga thì ra nghị quyết đòi Mỹ phải rút quân khỏi Iraq. Nghị quyết không có rằng buộc pháp lý. Tổng thống Iran, Giuliani thì nói rằng là câu trả lời cuối cùng là sẽ đáp toàn bộ người Mỹ ra khỏi trong đó Phía Bắc Hàn phải chăng âm mưu tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Iran chính là món quà Giáng sinh đến trễ mà Kim Jong-un đã nói. Nhưng không ngờ cái chết của Soleimani đã làm cho anh ta là thoát uh, <laughs> thoát về <laughs> về phía tổng thống trump thì khi trả lời truyền thông ông vẫn rất là tinh khôn ông nói rằng là tôi thích anh ta anh ta thích tôi uh, hai bên chúng tôi là hòa thuận <laughs> và và đặc biệt nhất là câu nhắn nhủ vẫn nâng kim Jong un lên uh, cũng là câu nhắc khéo uh, có hàm ý rằng có điều gì không tốt xảy ra thì là uh, tại phía của ông đấy nhé tổng thống trump đã nói tôi tin ông là người giữ lời hứa ông đã ký vào bản thỏa thuận <laughs> còn bên trong nước thì sao dân chủ được dịp rùm beng lời qua tiếng lại bà pelosi thì cưa kéo dân chủ làm xong phận sự như ý rồi nhưng không chịu chuyển hồ sơ sang thượng viện cứ nặng nặng đòi thượng viện phải đồng ý giải quyết theo đảng của họ tức là dân chủ tiếp tục thay đổi hiến pháp dân chủ ở hạ viện có zero quyền đòi thượng viện phải làm theo hay là sắp xếp, xếp của họ để mà trút phế một tổng thống dân cử cho bằng được. Hai bản báo cáo trạng chỉ là lý luận không có chút bằng chứng cụ thể nào có thể buộc tội tổng thống. Một điều hết sức quái lạ là nhiều người dân chủ và hầu như là truyền thông thổ tả đều rất là tức giận khi tổng thống trump đánh hạ tên đầu sỏ khủng bố Soleimani và đòi tổng thống phải cho biết lý do cụ thể. Họ tha hồ chỉ trích, áp đặt những, những lý do nào là tổng thống trump đánh để mà che đậy trút phế nào là để tranh cử nào là tất trách bạ đâu làm đó và cũng cái kiểu chụp mũ trước khi chưa biết việc gì sẽ xảy ra đây có lẽ là lần thứ trăm mà dân chủ làm như thế rồi nhưng rồi kết quả đều thành công tốt đẹp người dân là được hưởng dân chủ từ thị trưởng cho đến ứng viên tổng thống hiện nay giống y chăn nhau không tấn công cả đám kẻ thù ở bên ngoài mà lại quay sang đâm sau lưng hay là đánh phủ đầu tổng thống. Bình dân ai quen dùng xin cho biết có giống y như là những cái từ ngữ như cá mẹ một lứa của quê Việt chúng ta hay không? Hay là có điển tích gì khác trong lịch sử ngàn năm của ta để mà mô tả sự kiện thật sự là hiếm có này? <laughs> Cùng lúc đó thì bà Pelosi bên vực tên khủng bố và cho rằng là cuộc tấn công của Tổng thống là khiêu khích và không cần chứng và dân chủ hạn chế quyền của tổng tư lệnh bằng một cái nghị quyết gọi là quyền chiến tranh. Yêu cầu tổng thống chấm dứt chiến sự với Iran không được quốc hội phê chuẩn trong vòng 30 ngày. Bình dân hay nghĩ xem, chiến tranh thời siêu điện tử khi kẻ thù tấn công để dơ tay đầu hàng chúng ta đâu có cần lâu đến như thế, có phải không? <laughs> Mess. Even Obama's DHS secretary believes President Trump utilized his full constitutional authority to take this action. And yes, we are better off. Take a look. If you believe everything that our government is saying about General Soleimani, he was a lawful military objective. Mm -hmm. And uh, the president, under his constitutional authority as commander in chief, Hành động hạ sát Soleimani có phải là ám sát như người ủng hộ công bố và ghét tổng thống trump đã cáo buộc hay không chữ ám sát có nghĩa là lén giết hay là hành động bí mật xin miễn bàn đối với những ai có ý quy tội cho tổng thống trump còn nói theo đúng nghĩa thì hoàn toàn không phải vì chiến tranh đã nổ ra liên tục mấy ngày mấy hôm và kẻ chủ mưu đã bại lộ nhưng tưởng người ta không biết cứ tự thị đi ra vào như chỗ không người. Cho nên hắn chết là đúng lúc tận số, đầu tư nợ máu đến thời phải trả. Tổng thống Trump cũng đã nói, lẽ ra hắn phải bị tiêu diệt từ lâu rồi để khỏi tốn hàng ngàn sinh mạng của đồng minh và hàng trăm sinh mạng của người Mỹ. Iran tuyên bố sẽ trả thù khốc liệt, còn các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đánh phủ đầu để trả đũa bất kỳ nhóm khủng bố nào do Iran hậu thuẫn kể cả địa bàn văn hóa Tổng thống Trump cũng tweet vào ngày 4 tháng 1 năm 2020 rằng 52 địa điểm đã chọn tức là đại diện cho 52 người Mỹ bị Iran bắt làm công tin năm 79-81 sẽ bị tấn công nếu Iran nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hoặc là tài sản nào của Mỹ ông cũng đề cập đến cả các địa bàn văn hóa ông đã bị coi là một tội phạm chiến tranh theo luật quốc tế Hague Convention. Nhưng còn một ẩn ý khác mà ông để dành, đó là nếu Iran ma giáo dùng những nơi này để tàn trữ vũ khí nguy hiểm, thì sự tấn công vào những cứ điểm thuộc vào văn hóa đó không vi phạm luật này. đã rất là rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà ông không có nói khúc sau, chỉ nói đoạn trước thôi. Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần rằng khi ông còn là tổng thống thì iran không được phép có vũ khí nguyên tử đó là một mục tiêu duy nhất cho mọi vấn đề cho nên rút ra khỏi thỏa thuận jcpoa không phải là để gây chiến mà ngược lại là để có hòa bình lâu dài tốt đẹp cho cả dân tộc và đất nước iran cùng phát triển với cộng đồng thế giới ông đã mở cửa sẵn sàng mời gọi mà đàm phán lại hiệp ước mới đúng đắn hơn chắc chắn hơn có quốc hội phê chuẩn. Tại sao Iran nói chuyện với chính quyền Mỹ thời Obama thì được mà lại không được trong thời kỳ Donald Trump? Câu trả lời là chỉ vì đeo đuổi tham vọng vũ khí nguyên tử giấu được trong thỏa thuận của Obama và nhất định không thể được trong thỏa thuận của ông Trump. Điều đó cho thấy rõ ràng khuyết điểm có tính toán trong thỏa thuận JCPOA. Đến đây, lý do mà Tổng thống Trump đã xóa bỏ thỏa thuận ấy đã quá rõ rồi. Bây giờ bình dân thử nghĩ xem. Iran đã suy yếu về kinh tế do cấm vận, lại thêm mất người chỉ huy vệ binh cách mạng và khủng bố, còn bị Tổng thống Trump ra lệnh tiếp tục cấm vận gắt gao hơn. Tình thế như thế kéo dài, Iran liệu làm được gì? Và rồi đây các đội quân ma khủng bố của Iran tài trợ sẽ còn hoạt động tới đâu trong khi Iran sẽ tuyên bố phá sản? Iran tiếp tục leo thang trả thù như lãnh tụ Ayatollah Khamenei và tổng thống Rouhani tuyên bố hay là phải làm thế nào? Liều lĩnh chọc cho cuộc chiến mở ra đâu đó, dù ông Trump nhảy vào có được không? Và liệu Trung cộng hay là Nga có tham gia chống Mỹ với Iran không? Hay là như Saddam Hussein được tàu đưa cho mấy cái quả pháo thối. Vào đêm 7 tháng 1 năm 2020, thì Iran cũng đã bắn 15 cái quả tiễn địa đạo sang căn cứ quân đội của Hoa Kỳ ở Iraq. Trong đó có 4 quả hỏng, 11 quả rơi xuống căn cứ, nhưng không thì giật hại gì cả. Và trước khi bắn là báo cho chính phủ Iraq. Như thế là nghĩa là thế nào? Thế là xong rồi, thế là xong rồi. Iran cần một sự thông cảm để giữ mặt mũi và để xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng chống Mỹ và thần chính phủ ở bên trong đang đòi trả thù. Có phần chắc là Iran đã bắn hỏa tiễn nhưng không gây hại cho phía Hoa Kỳ. Vì trong lúc tàn gia bối rối bất ngờ, Iran không muốn gây thêm căng thẳng và nhất là không biết ông thần Trump sẽ trả đũa như thế nào. Đấy. <laughs> bây giờ bây giờ nghĩ thế nào chiến tranh hay là hòa bình chúng ta hãy bình tĩnh để dành một vài phút để đặt chúng ta trong hoàn cảnh của Iran xem thử là chúng ta phải làm gì <laughs> <laughs> kẻ hung hăng đến lúc cùng đường chỉ còn có một cách là thối lui để cầu toàn và cuối cùng một cửa đóng và một cửa khác đã mở có tổng thống Trump đã và đang chờ đợi từ lâu ông đã kêu gọi NATO làm việc nhiều hơn ở Trung Đông và Tổng thư ký Jen Stoltenberg đã lên tiếng. Tất cả thành viên của NATO đứng sau lưng Hoa Kỳ ở Trung Đông. Ông cũng kêu gọi Nga, Trung Cộng và các nước châu Âu đã đến lúc phải từ bỏ JCPOA để chuẩn bị thảo luận một hiệp ước tốt hơn cho nền hòa bình thế giới, tốt hơn cho Iran. Iran sẽ trở nên thịnh vượng và hội nhập vào cộng đồng thế giới tổng thống trump không phải là người hiếu chiến mà là người đam mê đem lại hòa bình lâu dài lâu nay chỉ là hòa hoãn chứ không phải là hòa bình vuốt về chiến tranh chỉ là cố gắng che đậy nỗi sợ hãi chờ ngày lãnh hậu quả chiến tranh lớn hơn ấp ủ chiến tranh thực sự không phải là hòa bình ổn định chưa bao giờ có thì sao các người lại la hoảng lên rằng là ông trump gây bất ổn thang không leo lên thì làm sao xuống và rốt ráo nhìn cho kỹ. Quả thật một bước đột phá, Donald Trump đã đưa Iran tới ngay trước cửa hòa bình. Thái quá của một cú đánh rung rinh thiên hạ đã đem lại kết quả biến cuộc chiến tranh gia dẫn trở thành bất cập rồi. Và một lần nữa, thắng lợi đang chờ ở phía trước. Cho nên nói rằng Iran và Donald Trump một bước tới ngay trước cửa hòa bình là đúng rồi. Hãy bình tĩnh chờ xem chứ đừng sợ những kẻ rung cây nhắc khỉ như là chiến tranh sắp tới nơi rồi không có đâu <laughs> chờ xem đi